Vần khá đẹp tự nhiên các bạn này. Bạn này vần khá đẹp. Caseron màu đen, vân hoa tự nhiên, đang gói để gửi cho gia chủ quả cầu. Làm quà để gửi cho gia chủ. Rất đẹp, vân tự nhiên. Các bạn nhìn thấy trong anh em hải sản có khá nhiều quả cầu phong thủy khác nhau. Các bạn nhìn thấy khá nhiều nhé. Đây là quả cầu Thạch Anh này, Casidon này các bạn nhé, Casidon khá nhiều. Còn đây là những bi lăng tay các bạn này, bi lăng tay loại nhỏ các bạn nhé, loại nhỏ. À, đây là bi lăng tay các bạn này. Gọi là mát xa não các bạn ạ. Khi lăn những quả cầu nhỏ nhỏ như thế này thì gọi là mát xa não. Các ông chủ hay sử dụng, và những người nhiều tuổi thường sử dụng. Nếu có dịp mời bạn ghé thăm anh em nhà sàn Thái Nguyên, anh em nhà sàn chuyên cấp các loại đá phong thủy tự nhiên cũng như linh vật tự nhiên, anh em nhà sàn Thái Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.